Và dòng bếp này thì như thế nào? Thì em vẫn nói với các bác này, các bác anh nhà mình không cần tốn ga nữa, mà cũng không cần phải tốn điện nữa. Sử dụng chiếc bếp này thì chỉ cần đun 2 đến 3 que củi thôi nhá, chúng cũng không cần đun nhiều đâu. Đây ạ, em đi vào trong này quay cho các bác anh nhà mình được xem. Thì đây là em quay về cái bếp tròn các bác ạ. Đây là một cái bếp tròn. Đấy, với cái mặt bếp này là em đun kia với các bác là mặt 35. Và đợt này bên em đang có chương trình giảm giá 50.000 đồng cho một chiếc các bác nhé. Giảm giá 50.000 đồng cho một chiếc. Đây là một cái mặt chống đen xoong đen lồi. Còn đây là trên bếp thì em sẽ giới thiệu cho các bác. Đây là dòng bếp âm kiềng này. Đây là dòng bếp âm kiềng. Sẽ đặt chiếc lắp kiềng lên như thế này. Có một cái ống khói rất là to. Đây là cái ống khói của nó các bác ấy nhé. Cái ống khói này. Đấy, và đây là cái phần giá đưa củi vào. Còn phần đáy thì sao? Rất nhiều bác nào quan tâm đến phần đáy của bếp thì em sẽ quay phần đáy bếp cho các bác xem. Đây là phía đứng trong lòng nhé. Còn đây là phần đáy bếp này các bác này. Đây là phần đáy bếp. Nó sẽ có cả cái hướng cho như thế này nhá. Em đang có mặt này là mặt 40 và sẽ có cả mặt là mặt 35 nữa. Đấy, có cả mặt 35, có cả mặt 40. Đủ các số các loại luôn. Ngoài cái mặt này ra thì em còn có cả cái mẫu bếp phổ thông, một cái bếp mà dành cho các bác anh nhà mình mà luộc bánh chưng Tết hôm nay, hoặc là nấu cám bò, cám heo thì các bác sử dụng cái mặt to này nhá. Cái này thì giảm giá sâu lắm các bác anh ạ. Đấy, cái này thì nó không có cái kiềng âm mà nó cũng không có cái chống đen xoong đen lồi dưới kia. Nó chỉ như này xong các bác đun trực tiếp thôi. Vanh là vanh 40. Các bác có thể đun một lồ bánh chưng 200 kg thoải mái cho em luôn nhá. 200 kg thoải mái luôn. Đấy, và em sẽ đi qua bên trong rồi cho các bác xem về bên trong này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, số lượng này rất là nhiều. Và hiện tại thì bên xưởng em đã bao ship từ một cái đã bao ship rồi nhá. Em cũng muốn báo giá luôn để các bác anh các chị được biết này. Một chiếc bếp này của nhà em đun siêu tiết kiệm, âm kiềng, có ống khói như này. Nó đang có giá là 350.000, 360.000. Và hiện tại em giảm giá nó là còn 320.000 một chiếc. Em miễn phí ship trên toàn đất nước Việt Nam nhé, 320.000. Đấy, còn nếu như cái to, cái to nó là mặt mặt 40, mặt đây này. Đây là đơn hàng em đang đóng gói này, các bác nhìn bên trong những chiếc bếp này đều có đơn hết rồi nhá, đều có đơn. Em xem đơn của anh này là đâu này. Đấy. Đây. Đây ạ, các bác anh này. Đấy. Anh này ở Vĩnh Phúc này. Anh này là ở Sông Lô. Ô, anh này ở Đồng Thịnh, còn anh này ở đâu? Anh này ở Triệu Đê. Đấy. Đây các bác còn cái mặt mặt to, mặt nhỏ. Để em quay sang cái mặt 35 này cho các bác anh xem này. Đây các bác anh này, cái mặt to là mặt 35 là nó là 400 thì em đang giảm giá còn 350 nhé, 350. Đấy. Và với dòng bếp này hôm nay, bác là anh nào mà đang xem được video này mà đang muốn mua tại xưởng, các bác liên hệ trực tiếp ngay tới đầu số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé, để em tư vấn và cũng như gửi tận nhà các bác loại bếp thép Liên Xô chịu lực, chịu lửa, siêu tiết kiệm và gửi miễn phí ship tới tận nhà các bác giá tại xưởng luôn. Đấy, các bác anh nhà mình nhớ follow kênh của em nhé, nhớ đăng ký kênh này của em để từ giờ đến Tết các bác anh nhà mình mùa đông sẽ lựa chọn là một chiếc bếp hữu ích để sưởi ấm, để đun nước, để nấu cơm, kho cá, hầm chưng, hầm thịt, cực kỳ là thích luôn. Đấy, nhớ đăng ký kênh này của em để mua những chiếc bếp hữu ích này các bác nha. Cảm ơn các bác nhiều ạ.